Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với cái kênh của em. Thì hôm nay em giới thiệu cho mọi người một cái app ha, cũng như một cái token cầm, đó chính là OK Network nha mọi người. Thì đây là cái con của một cái app cũng như một cái dự án mà em nghiên cứu khoảng 2 ngày nay, thấy cũng khá là OK nên là em mới mạo phép chia sẻ cho mọi người. Thì anh chị mình cứ vào CH Play nha, chúng ta gõ giúp em là OK Network, rồi anh chị xài cái iPhone thì chúng ta vào cái App Store, rồi sẽ ra nha mọi người. Hiện tại là có trên 10.000 lượt tải xuống. Thì vẫn thông thường, em sẽ khuyên mọi người vào kiểm tra cũng như check lại cái thông tin xem nó thật hư như thế nào chúng ta mới đào. Thì cái thang điểm khách quan là 4,5 trên 5 thì nó là cũng khá OK đúng không anh chị. Rồi về cái ứng dụng này thì mình sẽ xem nó như thế nào nha. OK Network là một dịch vụ khai thác trên đám mây cho một đội tiền kỹ thuật số lớn nhất. Đó. Thì cũng đơn giản kiểu như là những cái app khác thôi. Chúng ta đào thì chúng ta nhận cái token. Và những cái sàn cái app này nó còn mới nên cái thời gian lộ trình phát triển nó có thể 1 năm, 2 năm, có khi là 3 năm. Nếu mà anh chị xác định đào cái này, cái trước tiên á, em hướng dẫn cái này là tại vì chúng em không muốn mọi người phải bỏ tiền ra, mà chúng ta nên bỏ một chút công sức và cái thời gian là được. Nếu anh chị nào mà chúng ta đeo không nổi, chúng ta đào giữa chừng thì thôi, chúng ta đừng có đào, tốn, vừa tốn nặng máy và vừa tốn thời gian. Còn nếu anh chị nào đã tin tưởng thì chúng ta gắn đeo, tại vì cái dự án á, để nó phát triển, nó cây xê xong rồi nó lên mainnet xong, nó khởi chạy, nó có tiền á, là nó khoảng 2 đến 3 năm chứ nó không phải đơn giản đâu mọi người. Rồi rồi chúng ta vào xem cái thông tin ha, là nó ra vào ngày 24 tháng 8 năm 2021. Mà tới bây giờ là 10.000 thì cũng khá là OK rồi mọi người. Rồi mình sẽ vào ha. Em đã tải rồi nên là em sẽ nhấp vào mở, còn mình chưa tải thì mình sẽ tải đi. Ngoài ra một cái app, một cái con, một cái hệ sinh thái là B Network hiện tại nó rất nổi rồi. Thì mỗi cái video gần đây, video nào em cũng khuyên mọi người đào hết á. B Network là một, cái hai là cái sàn Remitano là hai, cái thứ ba là đăng ký cho em cái sàn Binance để chúng ta có thể mua bán cho đổi tiền trên chảnh. Và ba cái này em đều có để ở dưới cái mô tả của cái phần mô tả cũng như của mỗi cái video, và cái video này cũng vậy, nên là anh chị mình nhấp vào cái đường link nó đã tạo đi. Cái nào không biết thì cứ vào kênh em, vào cái phần video và kéo xuống dưới, nó sẽ có tất cả cho mọi người ha. Đó, B là nó sắp lên sàn nha mọi người, chúng ta không còn cái thời gian nhiều để đào đâu, em khuyên. Và nó rất có giá cao, em chỉ nói như vậy thôi ha. Rồi chúng ta vào cái giao diện này, chúng ta sẽ có tài khoản rồi thì chúng ta chỉ cần nhập cái email password và chúng ta login thôi. Còn nếu chúng ta chưa có thì chúng ta sẽ nhập vào cái sign up, và một trong hai cái này em yêu cầu là chúng ta đăng nhập bằng cái Google, tức là bằng cái Gmail. Anh chị mình á, đừng có tạo bằng cái Facebook nha. Anh chị mình tạo bằng cái Facebook nó dễ bị hack nha mọi người. Mình nhấp vào sign up nè. Rồi chúng ta sẽ nhập cái first name này là cái tên của chúng ta, như em là Nguyễn Hùng Tĩnh đúng không? Thì em sẽ là như thế này. Hùng Tĩnh. Rồi. Last name là cái họ. Chúng ta nhập vào viết hoa có dấu và khoảng cách nha. Mình không chắc ăn thì mình cứ vào mình gõ thôi. Mọi người tải cái Google dịch về. Thì last name nè. Nó em làm để cho mọi người thấy nó là cái họ đúng không? Chuẩn luôn. Rồi. Cái username này là cái tên mà chúng ta sử dụng thôi, như em là em sẽ dùng cái tên là Hùng Tĩnh đi ha. 93. Đó. Yêu cầu mình là có số và chữ, number and letter only. Rồi Hùng Tĩnh đi, số chữ thôi mọi người ạ. Và 4 đến 20 ký tự. Email này mọi người sẽ nhập cái email mà chúng ta thường sử dụng vào ha. Rồi chúng ta nhập lại cái email của chúng ta. Đó. Xong ở dưới đây là cái mã, thì mọi người nhập vào cái mã mời mà em để phía bên phải nha mọi người.
để mọi người được tạo tài khoản tăng tốc độc đào và được em hỗ trợ khi mọi người có vấn đề gì chưa hiểu nha. Rồi cái password này là cái mật khẩu. Rồi mật khẩu là em yêu cầu mọi người là chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt nha. Rồi chúng ta xác nhận là mật khẩu là ok. Rồi nhấp vào dấu tích là tôi đồng ý với điều khoản của họ. Rồi chúng ta nhấp vào xin úp giúp em. Đó. Rồi chúng ta sẽ kiểm tra cái email của chúng ta nha, để tránh tình trạng chúng ta là robot đó mọi người, kiểu như vậy. Rồi chúng ta chọn cái tài khoản hồi nãy mà chúng ta đăng ký đi. Ok network có luôn. Rồi chúng ta nhấp vào cái confirm here là xác nhận ở đây ha. Rồi hai Hùng Tĩnh Nguyễn đây, đăng ký của bạn đã được thực hiện thành công. Rồi chúng ta nhập lại cái email mọi người. Rồi mật khẩu thì y chang hồi lúc nãy thôi. Rồi login sẽ đưa chúng ta đến một cái giao diện như thế này. Thì sau 24 giờ chúng ta sẽ vào nhấp vào cái dấu tích ha. Thì khi mọi người nhấp vào cái dấu tích thì mọi người thoát ra, hoặc mọi người không kết nối mạng nó vẫn tự đào, nó kiểu như là đào tự động trên đám mây. Và trong quá trình đào thì mọi người đừng có đăng xuất ra. Mọi người đăng xuất ra thì sẽ mất hết những cái con mà mọi người đang đào. Cái thứ hai nữa, một người chỉ được một tài khoản duy nhất, tránh tình trạng chúng ta lạm dụng, chúng ta tham á. Chúng ta sử dụng nhiều Gmail, sử dụng nhiều số điện thoại, nhưng mà cuối cùng xác minh lại, sau này KYC thì vẫn là cái giấy chứng minh của chúng ta, vẫn là giấy tờ tùy thân của chúng ta. Nên họ sẽ spam, tức là chúng ta lừa đảo á mọi người, là mắc gì lẫn chài nha. Rồi anh chị mình nhấp vào cái dấu tích, cái dấu tròn giùm em là chúng ta sẽ đào. Thì hiện tại là chúng ta đào, chúng ta sẽ được nhận, tạo tài khoản xong á, chúng ta được nhận 150. Và chúng ta sẽ được cộng 1.25 con ok trên giờ ha. Trang chủ là như vậy thôi. Rồi spin là chúng ta có thể chơi trò chơi á mọi người, để chúng ta nhận cái con đó. Nói chung ứng dụng nó mới thì nó sẽ có rất nhiều cái chương trình khuyến khích để chúng ta tham gia cũng như là nhận được cái con. Chứ mọi người vô sau á, mọi người vào sau là mọi người không còn cơ hội đâu. Nó cho rất là ít, tại vì lúc đó cái số lượng người ta đã đông rồi. Đó. Thì anh chị nào rảnh á, chúng ta cứ vào chúng ta quay thôi. Rồi chúng ta vào cái tem. Tem đây là cái nhóm của chúng ta, thành viên của chúng ta ở đây. Thì mọi người khi mà đã nhập xong á, thì em sẽ biết được là người nào có đào hay không đào. Thì em có thể nhắc nhở mọi người, hoặc là có thông tin thì em sẽ chia sẻ. Mo đây là chúng ta xem nhiều hơn. Rồi chúng ta có thể chỉnh cái thông tin của chúng ta lại. Đó. Rồi cái mọi người muốn thêm cái màn ảnh đại diện thì chúng ta nhấp vào cái biểu tượng camera nè, chúng ta thay thôi. Rồi log out là chúng ta đăng xuất nha. Đơn giản vậy thôi mọi người. Thì mọi người cứ tạo rồi cứ đào đi, sau này nó KYC hoặc là nó lên mainnet gì đó em sẽ luôn cập nhật mọi người, chứ không phải là em không làm đâu, nên mọi người yên tâm. Nhưng mà cái vấn đề thời gian này nó hơi lâu thôi, chứ em không thể nào mà em giới thiệu xong như vậy rồi em bỏ mọi người, em không trả lời là không được. Rồi mọi người nhớ nhập cái mã mời phía bên phải của em nha, để chúng ta được tạo tài khoản nha mọi người. Chúc anh chị thành công nha. Cái app này, cái con này rất là tiềm năng nha mọi người.